bao nhiêu cây. Nhiều cầu phát lại. Ông không muốn phát lại đâu nhưng mà cái yêu cầu phát lại nó bảo là phát sắp xong, à, xếp sắp xong rồi. Mẹ chưa được một quang. Phát một ngày 8 tiếng như này thì à, một khoang được có 4 chậu. Đây. Đúng như mình nói luôn. Chậm quá cho nó nuôi vào đây. Mình phải đẩy cho phải. Rơm đây. Cắt xuống đây. Mới bị già. Khó lắm rồi, phải người đẩy vào chứ. Đấy, đẩy rồi. Đẩy rồi đấy chứ. Nên, nó lại xê một tí, cái này nó dài. Cái này một tí là nó rất khó. Nhưng đây đây. Không như được chỉnh nhá. Đây, vòng tí thôi. Không, nó vừa thì nó cao. Xuống đây. Thế đấy không? Không thể làm sao cái này. Này nếu mà ngày xưa là cái hàng ấy là cũng để nhiều phết đấy. Hàng chum bưởi ấy. Để nhiều phết đấy. Đấy thì để gọi là hàng sọ dừa. Đấy. Sọ dừa. Chứ chum bưởi cái này ken tí. Chum bưởi sao cái là ken đây. Đây này những cái chỗ này. Còn cái hàng sọ dừa thì để trên miệng chậu này thì đầy. Nếu mà hàng sọ dừa quất thì trên miệng chậu này dán bằng dính 4 khoang. À 4 cây một khoang. Cái loại sọ dừa đấy còn trắng ken này các bạn. Một khoang được 4 cây. Qua như thằng em nó bảo 29 triệu bây giờ còn khó gọi ấy thì vào gần 30 triệu. Gần 30 triệu thế thì được 16 cây. Chắc được 16 cây. Vào đúng cũng gần 2 triệu một cây tiền cước vào trong kia. Nay nó thêm cái đắp cỏ. Còn bình thường là bảo là làm hoàn thiện thì thứ nhất là sơn cái chậu này màu vàng, xong rồi đắp cỏ, nhưng mà đắp nó phải nó ngay ngắn cơ, chứ còn đắp này là đắp gọi là tạm bợ vào trong ý sửa sau. Tại sáng ra thằng em Ninh nó mới tha cỏ về, thế là vừa rồi mới đắp đi, sáng nay mới đắp tranh thủ thôi. Đúng rồi, còn chân chậu này còn chân màu vàng. Đúng rồi, mới lên chậu hôm qua thì cái lá nó không được tươi. Cái thứ hai là vừa mới cắt tàu hôm qua, thế này vừa cắt tàu của đu đủ hôm qua. Chứ còn nếu mà để hoàn thiện thì chắc là tầm thêm tháng nữa. Thế còn nói chung là cũng năm nay thì nếu mà muốn làm cái sản phẩm này nó hoàn thiện như cái bọn đu đủ đẹp ấy thì đu đủ 100 triệu ấy thì nói chung là làm thì làm được, tìm mẩn. Để nguyên như ở dưới ruộng ra thì nó lè xòe lắm. Chẳng qua là như thế này là người chơi mấy các thứ là người ta cũng chưa hình dung ra đâu. Ở dưới ruộng ấy mà chưa cắt tàu ấy, cắt cành với cắt lá bớt đi thì nó lè xòe lắm, với cả đang gò nó vào ấy, mới để nó bung ra thì nó cũng to phết đấy. Mà ấp bủ là sơn chậu, xong rồi chân, xong rồi cả đắp cái gì nhỉ, đắp tiểu cảnh, xong rồi đắp con vật các thứ nữa, để cho nó cái miệng chậu nó đỡ trơ ấy, cỏ thì nó đỡ rồi nhưng mà chính
còn những cái tiểu cảnh với con thú với cả các thứ ở trên cái này này. Không có thời gian nữa thì lấy đá rồi giả loan bộ. Đấy, việc vận chuyển đây này, đấy, cho mọi người xem. Hôm qua thì ông anh ông bảo là người nọ người kia bán hàng với thế nọ thế kia, bán hàng ác với thế nọ thế kia. Xong rồi mấy anh em lại tranh cãi là nó bán ảo đấy. Tại đôi khi là không phải tranh cãi là để dìm hàng. Một phần là nói nếu mà như mình thì không có tâm lý dìm hàng, nhưng mà muốn tìm ra sự thật. Còn đôi khi với những người khác thì muốn tìm ra là cái chính xác là năm nay nó kinh tế thực sự thế nào. Đôi khi thì ví dụ như các bạn không bán được hàng mà nhìn video của người khác ấy mà bán được hàng thì nói chung là tâm lý kiểu ghen ăn tức ở hoặc là không được thoải mái. Xong rồi còn có những người khác thì người ta lấy cái vấn đề mà mình không bán được hàng hoặc mình thu nhập thấp, xem những người thu nhập cao hoặc xem những người bán được hàng thì lại có cái động lực. Như cái ông của mẹ gì ông bảo là động lực để tôi đi làm là tôi mỗi sáng tôi mở tạp chí Forbes ra, mình không có tên trong ý là bố mày lại đi làm. Còn với những người khác thì có nhiều ấy lắm, người ta không ấy thì người ta không thoải mái, bố mày còn bán hàng ế của mẹ nên. Thì là hôm qua anh em nói, hôm qua anh Thạnh với cả cái Thủy nó ấy. Nhiều khi thì tôi mới bảo hôm qua ấy, tôi bảo mẹ video nào của em phát trực tiếp như thế này, người ta còn bảo mình dựng. Thì kiểu người ta không tin ấy, kinh tế khó khăn như thế nọ thế kia. Còn anh em phải cố gắng từ làm nội dung xong rồi như cái việc là giao hàng như thế này này thì cố gắng là phát thế này cũng không phải que đâu, mà phát thế này là tôi nói chung là để cho cái người ta mua ấy là người ta tin tưởng hơn. Còn bình thường là các bạn chụp ảnh thôi người ta cũng đã nói chung là nhiều khi là người ta theo dõi đủ lâu là người ta mua hàng ấy. Cái phát trực tiếp mà lúc mà giao cây mới cả nói cái vấn đề về hàng họ rồi giá cả rồi các thứ là người ta tin tưởng hơn. Tại vì tôi bảo mấy anh em kể cả anh em bán cây ấy, cái lúc đi cây đi như này là cái lúc cây nó đẹp nhất. Đấy, cái lúc cây đi như này là cây nó đẹp nhất. Tại vì thúc giục người mua, không mua nhanh là hết đấy. Còn quay ở dưới ruộng thì tâm lý người ta là mẹ không có bố mày bố không mua thì cứ vẫn còn ở đấy, mai mày lại phát tiếp. Nhưng mà cái lúc đi như này thì thường là người ta bị sốt ruột, là không mua nhanh là hết. Cái thứ hai nữa là đấy, người ta biết là bán hàng như thế này, chứ còn bình thường là cái tâm lý mà ở cây ở dưới ruộng với các thứ ấy là tâm lý của người ta là cũng không sẵn sàng đâu. Và trông vậy thôi, bọn này nó đang bán rồi nó phát live stream thế đéo bao giờ bán được đâu, mà mình không mua là đéo bao giờ bán được kiểu vậy. Nhưng mà cẩu như này thì người ta cứ hỏi giá kiểu vậy. Đu đủ như này thì nói chung là năm nay làm như này là còn nhiều cái thiếu sót, mong các bạn bỏ qua. Tại vì muốn bán được hàng với các thứ ấy thì cái người xem ấy người ta phải cây nó đẹp, xong rồi mới đến cái vấn đề là người ta đến rồi thì xong người ta mới hỏi giá, giá cao quá thì người ta không mua được. Nhưng mà cùng là đu đủ đây, nhưng mà những cái cây mà có 2-3 quả hoặc chục quả xong rồi đưa thưa xong rồi cái lá nó xấu mù với vàng ạch ra đi rồi cho bố đánh cho kiểu vậy. Còn đu đủ này thì tôi cũng nói nhiều ở trong cái video rồi, năm nay nói khá là ấy đu đủ. Đấy, hôm nay lại thêm một cái mà anh ấy bảo nữa là mình có bảo ấy là chơi cái đu đủ này nó bền, chơi không biết bao năm. Đấy, tức là các bạn ấy về xong rồi vứt ra một góc ấy thì là vườn ấy nó lại thành cây ăn quả. Hôm nay anh ấy nêu bật cái vấn đề là cái đu đủ này ăn xong rồi bổ, một cái nữa là nó lại sạch, đấy, không phun phóng gì. Đấy, này nêu bật cái khả năng là quả đu đủ là quả đu đủ sạch. Đấy. Còn nhiều khi là người ta sợ bưởi, sợ cam, sợ kiếp các thứ là phun phóng nhiều ấy. Đu đủ này thì sạch. Đâu, ấy một tí xong rồi cái thủy nó phát ở ấy rồi thì phát trên TikTok. Nó cứ rục xong rồi mình ngồi kia mình đánh cờ ấy, tại vì thấy là mẹ bốc hai xe này thì phát lúc đéo là chả được. Bây giờ cầm điện thoại phát thì phát cả ngày à. Cái hôm bốc hàng là kiểu thấy anh em làm việc với các thứ nên mình ngồi không thì mang tiếng. Xong rồi như kiểu là áy náy ấy. Anh em làm như thế này xong rồi ngồi chơi cờ thì áy náy.
cái này cầm điện thoại lên phát chứ không phải là phát để khoe. Tôi bây giờ tôi có khoe mấy ông đeo làm đéo đâu, khoe đến mặt mũi xong rồi các thứ tôi còn chả khoe nữa. Người khác thì người ta cho con đi chơi, cho con đi ăn các thứ, chụp ảnh xong rồi dơ cái mặt lên xong rồi cười xong rồi tạo dáng, tạo dáng xong chủ yếu cho Facebook mấy cả các cái mạng xã hội ăn đi, chứ mình đây bây giờ có cho bọn này ăn đâu, có cho bọn này ăn đâu, vượt qua cái giai đoạn khoe rồi, thích khoe đâu. Còn cái vấn đề mà anh em bán hàng hoặc thế nọ thế kia thì nói chung là khi mà không bán được hàng thì đôi khi là cũng cần phải những cái mà khoe, nhưng mà bây giờ mình không thích đấy, nó có tuổi nó thế đấy, xong rồi già đòi nó thế. Nên sang khoang thứ hai gần hết hai khoang rồi. Ôi cái xe này 5 khoang, ừ đúng, xe của thằng Vương nó to 5 khoang. Thế là như cái xe này là được 20 cây nhỉ? 4 năm 20, 1, 2, 3, 4, 4 năm 20, 20 chậu này. Xe này nó 5 khoang, xe bình thường 4 khoang. Nó khoang 4 chậu. Làm gì? 10, một kịch tấm là 10, 18 chậu là kịch, không có bao giờ hơn được. Mỗi khoang 4 chậu mà. À cái khoang hình như khoang sau là nó bé hơn đấy chẳng. Ừ, đều nhau này. Ông lên đấy mà xem. Cái xe này nó dài 5 khoang. Mỗi khoang 4 chậu được 8 chậu chưa? Đúng 8 chậu đúng không? Đấy, thế thì phải gần 20. 20. Đang tích đông nha. Tích đông được cái là rất thích là tí nó tải về thì nó được cái dạng video HD thì các bạn ấy xem sau là, nhưng mà nó bị một cái nhược điểm là TikTok nó không tự lưu video ở trong TikTok cho các bạn xem như Facebook này được. Nói chung là cái gì cũng thế, có mặt mạnh với mặt đấy. Facebook này thì đôi khi thì lúc các bạn xem video offline hoặc xem video trên YouTube thì các bạn cứ đòi hỏi là HD, nhưng tôi bảo là phát trên Facebook thì nó không lưu video được, thế là người ta cũng không xác thực được là mình phát trực tiếp theo thời gian hàng ngày. Xong rồi lại còn ví dụ như cái Facebook này các bạn không xem, tiếng sau các bạn xem thì nó vẫn lưu được ở trên Facebook. Nó có cái phần mà cái Thủy nó không để ý là lưu được sau 30 ngày là tự xóa. Đấy, chắc là nó toàn đăng video theo ấy. Còn cứ cuối ngày hoặc là ngày mai hoặc là lúc nào rảnh ấy thì tôi tải video về. Thì ở trên Facebook thì nó được cái tự lưu video, nhưng mà cái chính là nó lại không, video nó chất lượng thấp, nó hên xui, lúc thì HD lúc thì SD đấy. Còn ở trên TikTok thì nó được cái là chất lượng video thì tí nó lưu về video thì nó là cái chất lượng HD, nhưng mà tổ sư nó lại không lưu video luôn, không như kiểu Facebook là khi các bạn phát live stream thì nó vẫn ở trên cái TikTok mà nó phải chờ mình tải cơ. Đây, lốt chậu này nhá, lốt chậu này xong còn sang cái Thủy hình như nó phát trên Facebook. Nó này nó không có chất liệu nói như mình, nói được cả 2 phút như các anh em khác là nói được 2 phút là đu đủ, xong rồi tâm linh xong rồi các thứ là hết chuyện. Xong rồi đến cái vấn đề bóc phốt mới khoe mẽ xong rồi thế nọ thế kia. Mình chỉ cứ đi từ thực tế cái suy nghĩ của mình, xong rồi làm thế nào để cái người xem mấy các thứ người ta tốt lên đi. Còn tôi nó thật ra là bao nhiêu năm mình không muốn là những cái nội dung hoặc những cái gì mình nói ảnh hưởng xấu để cho người ta ham chơi người nào. Nó còn muốn thu nhập cao thì phải bán, phải làm nội dung như nào, tức là phải cống hiến, phải cho đi đâu đầu tiên á. Làm nội dung như này cũng là cho đi, chứ cứ nghĩ là như thế này là video bán hàng thì không phải. Phải cho đi cho mới nhận lại được. Đây, sang TikTok nha.